Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em đi tham quan vườn bông trang bonsai gốc cổ thụ không ạ. Em mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi nha. Đây là những gốc cổ thụ luôn. Cây cổ thụ cây bonsai nè cô chú. Màu vàng, đây là màu, phía trong này là màu hột gà. Wow, nói chung quá khứ cái gốc luôn. Đó. Hôm nay em đi tham quan nha cô chú, cô chú anh chị cùng xem. Đây, cái vàng cây phía dưới. Đây là anh chủ. Ồ, cái cây màu cà rốt đó đã quá. Ngay cái đợt xuống bông rồi, nó đã không rồi, bông ngộ một cái này vô đây nhìn đi không nổi luôn. Nhìn là mê liền. Màu đỏ. Ủa, cây đỏ lên hình đẹp chưa? Thích mấy cây chùm chùm mà. Đó giờ thấy cái tường vi mà gốc gốc độc nha. Tôi đó tôi lụm được cái nhánh mà giờ tôi trồng bây giờ tôi sửa rồi anh được. Tường vi ha. Wow. Tôi lụm được cái nhánh về tôi trồng. 4 năm. Tường vi. Đậu không? Lụm vậy hay là mình nướng? Tôi sửa, tôi quẻ mẻ hồng cục con nhỏ. Wow. Có mình lụm nhánh nhỏ xíu vậy nè, về mà trồng về được cái lớn. Tường vi ha. Kêu tường vi á. Có đặc trưng có thơm vậy không anh? Không, bông dữ lắm bông. À, chỉ bông vậy thôi chứ không có thơm ha. Không, không thơm. À. Bây giờ mấy cái ông này ha, có khi ổng 5 cánh, 6 cánh luôn anh. Đột biến, à, đột biến nhiều lắm, 5 cánh nhiều lắm ạ. À. À. Mấy cái vàng son đó. Có cái 6 cánh luôn. 6 cánh, 5 cánh, 6 cánh như một mai vậy á. Wow, cái cây lá trái tim của ổng này kìa. À, cây nó nhỏ, còn cây lớn rồi nè. Ông kia ông bán, ông lấy rồi. Rồi cây lá cho tìm gốc cây lớn rồi nè. Gốc. Chà vá luôn. Coi lại cái cây này nha mấy bạn. Ông giấu trong mình phải moi ra. Moi ra mới mốt. Quá trời. Cây cái tán này nè cô chú. Wow, quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời. View quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cỡ 2 mét nha cô chú, cao hơn em. Rồi em đi vô. Cô
chú anh chị cùng chiêm ngưỡng nha. Những cây trang thái vàng màu cà rốt, màu đỏ bonsai vô cùng đẹp luôn. Rồi bây giờ em đi vô. Gốc rồi. Vườn này cũng chơi lâu rồi. Nhìn ông uống cái này công phu nó sợ. Ông nói là chưa thành phẩm chưa đẹp. Cái kiểu gian cây nào cả. Nội tứ không. Tứ không mà đắp núi à. Quá. Đang đi vườn. Gì không? À, sáng có điện tao thấy cái loại dừa đó là người ta nói 45 nghìn một trái. Cây á, cây con á. Cái này cây linh sam. Wow, linh sam gốc bự ra chưa? Cái linh sam nè cô chú ơi. Đó. Sam nó gốc cả năm bốn mấy năm mươi rồi. Dạ. Cái sam này hoành cỡ bốn mấy năm mươi. Cái sam dạ gốc nó nhỏ hơn.